Xin chào mọi người, thì đây có một cái comment là anh đã từng nói giá vàng đi về đâu. Tôi thì không bao giờ nói là giá vàng đi về đâu và tôi cũng không bao giờ nhận định nha. Và gì nhỉ, bán đỉnh bán đáy cực chuẩn. Cái vấn đề là nhà tôi giao dịch như thế nào thì tôi chứng minh dẫn chứng y chang như vậy. Và gì nhỉ, nạp rồi và nhà cái chuyện mà trader cháy hay không là chuyện rất là bình thường. Đúng, học viên của bản thân tôi là anh Tài đây. Là gì nhỉ, cũng là người trực tiếp đây. Cũng là người trực tiếp, anh quay đây. Có trong cái video vừa qua chia sẻ quay vào cho mình. Thì có phải thì nhờ em đánh like thực tế cho anh xem là có phải là gì nhỉ? Và hôm nay cũng gần chục anh em xem. Có đúng là gì nhỉ, tài khoản có mất 500 triệu có không? Có. Nhưng cuối cùng đêm hôm đấy kiếm lại là 1 tỷ 6 có không? Có. Đêm hôm đấy tôi kiếm lại 1 tỷ 6 là đâu? Đây, tôi cho anh em xem. Rõ. Chúng ta giao dịch ở trên thị trường thì chúng ta cần phải biết rằng buổi NF hôm vừa rồi tôi đánh ở trên thị trường. Chúng ta nên nhớ rằng đây là buổi NF mà hôm vừa rồi trên thị trường về đầu tư Forex. Thì tất cả những giá trị tôi chia sẻ trên thị trường đều là những dẫn chứng thực tế trên thị trường. Đây, gần chục anh em theo dõi tôi đánh tin NF, trong đó có cả anh Tài vừa qua vừa chia sẻ. Đây, anh Tài đây. Đó. Thì bản thân chúng ta có thể thấy rõ là nhà cả quá trình này được tôi giao dịch suốt 1 tiếng mấy đồng hồ và tài khoản đây. Và thì nhà dần dần tôi lấy lại tiền ở đây. Bằng thực tế đây, quay sát vào cho anh nha. Bằng thực tế đây. Đây. Thực tế của tài khoản đây, tại làm sao mà tôi không đưa tài khoản này, anh Tài xem là tài khoản live hay tài khoản demo hôm đấy? Tại sao? Tại vì đây là tài khoản lớn nên tôi không có chia sẻ ra bên ngoài và tôi cũng không thích chia sẻ tài khoản lớn ra bên ngoài. Thế nên là nhà tôi ấy lại, tôi che lại và gì nhỉ? Cuối cùng sao? Lời là 1 tỷ 6 nha. Và trừ đi 500 triệu mà tôi mất hôm đó thì vậy thì cuối cùng thì tôi vẫn là người kiếm được ra tiền tổng và tất cả các giá trị và tôi giao dịch 1 tiếng mấy đồng hồ. Thì trong đó thì có còn lại khoảng 4 anh em ở lại trực tiếp giao dịch với cả tôi thì thấy rõ. Còn lại một số anh em thì nhỉ, do giao dịch lâu quá và lúc đấy cũng khuya rồi thì bắt đầu thì nhỉ, họ về. Đây, có lợi nhuận hết nha và tôi đã cắt hết lệnh. Cắt hết lệnh và tài khoản lên là 200 mấy chục ngàn. Đó. Và tài khoản xuất phát chỉ có 91 ngàn thôi. Và tôi đánh chỉ có 3 ngày là lên đã 200 mấy chục ngàn. 200 mấy chục ngàn đây. 200 là lên đến 313 ngàn đô trên thị trường. Vậy thì bản thân chính các bạn, khi các bạn lên, các bạn hỏi, các bạn comment thì các bạn đã đủ trình độ. Và thì nhà các bạn đã nhìn nhận được vấn đề hay là chưa? Ngu thì phải biết là mình ngu ở đâu chứ đừng mà lên mà cái này nọ. Vậy thì giá vàng đi về đâu ư? Tôi cho anh em xem để anh em nhìn nhận được vấn đề. Tôi đưa ra những giá trị để cho anh em hiểu được vấn đề trên thị trường giao dịch Forex này. Giá vàng đi về đâu là những minh chứng bằng thực tế. Đây, giá vàng đi về đâu là những chứng minh giao dịch của tôi trong thị trường này bằng giao dịch thực tế. Chứ tôi không bao giờ lên nhận định ở trên thị trường. Và toàn bộ những giá trị tôi chia sẻ đến cho cộng đồng là những dẫn chứng cụ thể về những giao dịch của bản thân tôi ở trên thị trường về đầu tư Forex. Để tôi chia sẻ ra bên ngoài. Tôi ghét nhất là những kiểu mà hỏi ngu ở trên thị trường và những kẻ không có hiểu vấn đề gì ở đó mà gì nhỉ, dùng những cái nick ảo vào tào lao trên thị trường. Và tiện thì tôi chia sẻ cho bản thân, cộng đồng và nhà đầu tư cùng hiểu rõ. Chúng ta giao dịch được thì chúng ta phải chứng minh được. Đây là toàn bộ những buổi thực chiến và gì nhỉ, toàn bộ những giá trị dẫn chứng và cụ thể trên thị trường để cho cộng đồng và nhà đầu tư xem đây có đúng giá vàng đi về đâu không. Và tôi cũng nói ra hẳn là ai chẳng nói được, ngon giao dịch thực tế đi. Tôi là giao dịch thực tế, tôi chia sẻ cho cộng đồng và nhà đầu tư cùng xem xét. Đây, mọi người xem rõ tại sao tôi giao dịch được chuẩn, tại sao tôi bắt được chuẩn ở trên thị trường và tại sao tôi ra ngoài tôi vận dụng được chuẩn. Đây, từ 50 đô đánh lên có đúng không ạ? Có đúng không? Đó, 50 đô tôi đánh lên bây giờ là bao nhiêu? Gần 1.200 ở trên thị trường live hay là tài khoản demo. Đó, bản thân chính những thằng vào trong này hỏi comment tào lao thử chứng minh cho tao xem rõ bản thân mày giao dịch như thế nào. Chứ đừng ở đó mà gáy thế này hay thế nọ. Tao chưa bao giờ biết là nạp tiền như thế nào và tao cũng không có mở tài khoản cho học viên của tao. Và gì nhỉ? Tao cũng chưa từng phải kêu học viên tao nạp tiền mà. Và gì nhỉ? Bản thân tao chỉ bảo học viên tao là nhỉ, thích mở đâu thì mở. Và tao là người dạy và chia sẻ về những giá trị đó. Và tao là người chứng minh về những giá trị thực tế đó ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Và tao dẫn chứng cụ thể bằng chính những giao dịch của bản thân tao ở trên thị trường. Và tao chia sẻ để cho cộng đồng và nhà đầu tư cùng nhìn lại vấn đề
và gì nhỉ, để bản thân họ hiểu rõ các giá trị ở trên thị trường. Và tôi lấy chính những video của bản thân tôi ở trên thị trường về đầu tư Forex này ra để tôi cảnh báo về các vấn nạn ở trên thị trường về đầu tư, để cho nhà đầu tư hiểu được rõ. Và gì nhỉ, tôi chia sẻ để cho cộng đồng nhìn nhận rõ vấn đề đấy. Giá vàng đi về đâu, chứng minh thực tế, kỹ năng đi đừng nói mồm, là tôi lấy chứng giá trị của tôi để tôi chia sẻ. Và tôi dùng những câu nói này để cảnh báo đến nhà đầu tư và để cho nhà đầu tư hiểu được rằng bọn phân tích bằng mồm, bọn nói bằng mõm là nó như thế nào. Và thì đấy, và trong những giá trị mà tôi chia sẻ trên thị trường, tôi luôn luôn chia sẻ về các vấn nạn và góc khuất ở trên thị trường, và cộng đồng mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ. Đây là những hình ảnh châm biếm và những giá trị châm biếm này trên thị trường. Nhưng vào những giá trị mà tôi chia sẻ về những giá trị châm biếm này trên thị trường, luôn luôn có một thứ, đó là tôi chia sẻ bằng tài khoản của tôi giao dịch kèm theo để nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Và xin lỗi, nhà đầu tư cũng giống như hôm qua thì tôi đánh từ 50 đô lên là như thế nào, thì tôi cũng quay lại cả quá trình đấy để tôi giao dịch và tôi chia sẻ cho cộng đồng, để cho cộng đồng cùng hiểu rõ. Đây, 50 đô đánh lên như thế nào. Tài khoản em quay lớn vào đây nha. Tài khoản này là tài khoản live nha. Chờ xíu cho nó rõ nét lên ạ. Đó, tài khoản này tài khoản live nhé. Tôi quay trên iPad cũng là live. Đấy, 50 đô rồi bắt đầu lên này. Cả kỹ năng tôi giao dịch mua bán buy sell như nào là tôi đánh hết. Chủ yếu là gì? Để chia sẻ cho học viên của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng, để họ nhìn nhận được rõ các vấn đề trên thị trường và luôn luôn cho anh em xem thực tế hết. Đó, tài khoản live nha. Đó, bắt đầu đi lên đến 600 đô, xong rồi lên 700 đô, lên 800 đô và lên 1.000 đô ở trên thị trường. Và mọi người có thể thấy rõ. Và tài khoản này, lúc này là buổi đêm, là tôi quay đến 12 giờ đêm, nó đã làm hơn 1.000 đô ở trên thị trường rồi nha. Và đây, cộng đồng lại bắt đầu tôi cắt lệnh, thế nào tôi cũng vào giao dịch. Đây, và đây, bây giờ nó là bao nhiêu? Nó là 1.200 đô ở trên thị trường với kỹ năng tôi giao dịch thực tế. Vậy thì đừng có bao giờ mà vào mà gáy với tao này nọ trên thị trường giao dịch Forex, giao dịch được không? Để mà chứng minh, để mà dẫn chứng bằng thực tế, toàn bộ, tất cả cả các giá trị tôi chia sẻ bên ngoài cộng đồng đều trực tiếp. Anh Duy có trực tiếp xem rõ tài khoản của em đánh được không? Có. Anh Tài có trực tiếp xem không ạ? Đó, toàn bộ học viên của bên trung tâm đào tạo Forex và đầu tư vàng của tôi đã đều trực tiếp xem rõ tài khoản của bản thân tôi ở trên thị trường, và trực tiếp họ thoải mái mở tài khoản của tôi ra xem. Mà anh có được quyền xem lịch sử giao dịch của em không? Xem nó phát chán ra đúng chưa? Thế đấy thì tôi chia sẻ cho cộng đồng, ngu thì đừng có hỏi, chỉ thẳng mặt luôn nhé. Rồi, xin chào anh em.